đây từ tối 21. Số lượng thì nói chung là cái đào to này thì mang một xe chỉ được có 450 cây thôi. Nói chung là cái thời tiết thì nó cũng tương đối ổn định. Cho nên là cái chất lượng đào thì ở ngoài đó thì thời tiết nó cũng có cái ấy, nhưng mà nó đến bây giờ thì cái mọi người là cái kinh nghiệm trồng đào thì nó cũng lâu lắm rồi, là người ta cũng có cái kinh nghiệm rồi. Cho nên là đào nó lở nó vẫn cứ tự nhiên, nó không bị héo. Cây đào này thì nếu chung từ lúc trổ bông đến lúc ấy, là nếu như mà cây đào mà bây giờ người ta làm kinh nghiệm rồi đấy, là đôn đảo rồi các thứ, là cái cành lọc nó là cành lụ ấy, là nó ra rất là nhiều lớp, thì có thể là chơi nếu như ngoài Bắc là có thể chơi tới 2 tháng, hơn 2 tháng. Nên trong này chắc là cũng phải được hơn tháng. Nói chung là chỉ tưới nước đã thôi, còn mọi cái là thì nhà vườn mình xử lý hết rồi. Tức là cây đã phải làm như nào để cho nó lở ấy là đã xử lý rồi. Bây giờ người chơi về chủ yếu là cứ tưới nước bình thường thôi, không cần phải gì cả. Nói chung là chủ yếu là bán luôn ấy, bởi vì là cái địa điểm nó xa, nhiều lúc mà mình chuyển về thì nó không có tiện. Đó. Thì cũng rất là tiếc, bởi vì là những cây nó, cây này mà trồng lại sang năm nó rất là đẹp. Nhưng vì là cái đoạn đường nó xa quá, nó nhiều lúc là nó mất công vận chuyển, nó xa lắm, là nó cũng mà mình hay nữa đi gom về là nó cũng mất nhiều công đó. Nên là những cái chỗ nào mà nó gần và tập trung được, ví dụ như bán cho cái công ty nó nhiều nhiều thì mình tiện mình gom về, chứ còn bán ở giải rác thì nó xa quá đâu không gom được. Thực người trồng đào thì nó cũng rất vất vả, nhưng mà cũng ham muốn cái nghề nghiệp rồi thì là cái thị trường trong này, nên là vẫn cứ chuyển vào đây để là cũng làm sao mà mang được cái đào quê hương nhà mình. Bởi vì cái đất nhà mình là đất trồng lúa ấy, thì nó cũng có cái thuận lợi cho trồng cây này rất là nhiều. Cho nên là nó mọi cái để mà chi phí cho nó thì nó cũng, hoặc là các thứ nó thuận lợi hơn.